Nếu các bạn chưa có Admin Bit Mobile hãy đến với 2gashop.com. Đa dạng xe bét, giá cả học sinh sinh viên. Và đặc biệt, nói không với scam. Hello anh em. Hôm nay đi review cái xịn bát mới nha. S20. Này nó không cho xe ngày à, bắt buộc phải kích hoạt. Hình như là nó đã bán trên web luôn rồi đó, anh em lên web mua để đợi mình kích hoạt cả nha. Đấy. Hôm nay bán trên web hơi sớm. Bình thường là nó delay tới chiều luôn, nhưng mà nay mở bán trên web hình như mình mở luôn như vậy. Kích hoạt có 101. Nếu anh em muốn lấy skin thì kích hoạt có 101 thì nó sẽ đủ lấy skin, còn gói 60 thì phải mua thêm á. Đây mấy cái phần thưởng cũng giống mấy mùa trước thôi. 70 là được con bé này. Level 100 thì 100 thì có cái cánh. 120 là CB. Đây. CB nhìn đẹp đấy. 150 thì có xe xe A vĩnh viễn. 180 thì anh em nhận được cái skin ha. Skin màu xanh. Đó. Trong đây thì mấy bộ đồ đổi. Đây mình xem nhân vật nam thôi nha. Việt Nam thì nhân vật nữ thì anh em tự xem. Em thì mấy bộ đồ này nó cũng bình thường thôi. Nhìn cũng không đẹp lắm. Như còn bộ nữa. Đây có bộ này là có hiệu ứng luôn nè. Bộ này được. Bộ này thì như mã ngẫu nhiên hay gì. Nhiệm vụ từng này là 5 ngày, mỗi ngày hoàn thành 5 trận đua, 10 ngày, 15 ngày. Đó là hoàn thành 6 trận chuỗi sao rồi. Nếu anh em làm vụ đâu không được thì mình dùng thẻ mình bỏ qua cũng được. Xe xích vận lưu âm. Việt Nam có đầy đủ âm thanh luôn. Xịn. Con này mỗi lần dùng đi chô là nó sẽ có tiếng âm thanh. Năm bô. Đùi nó bầu bầu. Xe nhìn to. Xích vận lưu âm. Còn đây là skin. Skin nó chuyển từ đỏ sang hai màu xanh luôn. Xe nhìn cũng đẹp chứ đâu phải xấu đâu. Hiệu ứng đẹp. Mình thấy góc nó vẫn đẹp hơn chứ ta. Skin này nhìn nó màu nó cũng đẹp lắm. Tăng về thời gian nạp ha. Skill cứ mỗi giây tự động tích 100 nitro. Tốc độ tối đa nitro cộng 2.2. Sức mạnh nitro cộng 3%. Khi bị tuột khỏi hạng 1 thì nó sẽ nhân gấp 2. Sẽ tăng tốc thu nitro 200 nè. Tốc độ tối đa 4.4 và sức mạnh nitro cộng 6. Skill thì nó giống con ánh sáng ngân hà. Với lại cái con xe gì hôm bữa mới ra, cái gì gọi là Lý Tưởng. Đúng rồi. Để mình so sánh với lại con ánh sáng nè. Ánh sáng ngân hà thì mỗi giây nó tích tới 200 lần. Tốc độ cao nhất Mibot cộng 2. Sức mạnh Mibot cộng 4. Tuột tốc 1 thì nhân tới 2.5. Con xe này thì nhân có 2 thôi, nhưng mà nó cộng được tốc độ tối đa. Rồi sức mạnh nitro, con kia sức mạnh Mibot. Nó vẫn thua con sánh sáng ngân hà nha. Sáng ngân hà vẫn mạnh hơn. Kêu nó giống giống thôi. Nâng thì phải trái giữa nha. Xe nhìn to vậy. 311.4. 293.9.
315.8 luôn. Chuyển hướng cũng khá. Boss con này dài nè. 31.4 anh em. Tốc độ cao đấy. Cái ngoại hình cái con này nó giống giống cái con McLaren ha. Xe nó bầu bầu. Dùng đi chô rồi lại có âm thanh nữa. Nghe tiếng âm thanh vậy nghe hài vậy. Bộ xe đẹp ha. Chuyển hướng thì khá, và cua thì cũng khá rồi chứ không nhanh lắm. Còn thu phí thì con này thu phí tốt, đẩy tốc cũng lẹ nữa. Nhưng mà đối với skill con này thì chỉ đua tranh chấp này kia, còn nếu mà anh em đi top, này thì nó không mạnh cho lắm. Đi top 1 nó cộng cũng không được nhiều. Cái bồ nó hay cái cục xoáy xoáy sáng đẹp nha. Bên em thấy sao chứ riêng tôi thấy con này cũng đẹp chứ không đến nỗi xấu. Kêu thì cũng ok. Xe có 60k mà. Nếu ai không lấy skin thì nạp 60k là dư sức lấy xe vĩnh viễn luôn. Còn mà muốn lấy skin là phải nạp có 101 cho chắc ăn. New record. Đấy, thấy xe mạnh không? Ghê mấy cha, lẫn không lấy được đi vô. Giữ kéo đúp xe đúp. Con này tính đi vô ngon kìa, rip nó lấy đi vô lẹ quá. Rip con này cũng tốt nữa. Nói chung là nó bám đường rất im. Lâu lâu nó hay có cái vụ mà đảo đảo xe này, nghĩ là do lag game hay là điện thoại ấy. Chiếc xe mà nó chạy im rồi đó, lâu lâu nó hay bị đảo. Xém đụng tường. Để họ cái nó hồi này không. Đấy, lợi được mấy lần đó vậy. Họ một giây 1% cũng là một lợi thế. Xe diện Barbie ngồi cái mất tiêu, thấy nổi cái chúm tóc. Đù cực giả mà lên lẹ vậy. Đây mình đi sao nó được bút hơi bút thêm một độ này. Tiếp luôn. Ngon, quá mượt. Thằng kia cũng căng đấy, không phải đùa đâu nè. Nhưng mà nó lên là mình được bút skill, là mình đuổi kịp nó liền. Con này do cái phần chuyển hướng nó không được tốt,
đua mấy cái đoạn cua nhiều, cua gắt thì con này nó lấy cua hơi khó, mấy bác khó lấy cua hơi yếu. Rồi thanh niên gãy bà rồi, cứng được nửa láp à. Rồi đấy, mấy đoạn nó gắt gắt chứ là nó lấy cua không kịp. Ok, nói chung thì phần đánh giá thì mình thấy con xe này cũng ổn anh em. Anh em nếu thấy thích thì có thể nạp vào làm vụ cày ha. Rồi hẹn anh em ở video sau. Bye bye.